Đây, em chào cả nhà nhé. Hôm nay em lại dẫn cả nhà mình đi lên xem một cái đất này nữa. Nó rẻ, gọi là rẻ hơn cả tưởng tượng được. Cách trung tâm thành phố Phan Thiết là 34 cây, cách sân bay Phan Thiết là 18 cây nha. Cách sân bay Phan Thiết 18 cây. Nhưng mà đặc biệt cái này nó là hồ thiên nhiên. Đấy, hồ nó rộng 100 hectare nhá, gọi là hồ suối đá. Đây, từ ngay quốc lộ 1A đi vào này, đúng 3 cây 4 số là tới đất. Đường bê tông này, hai xe tránh nhau thoải mái nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Đang sửa đường hay làm gì? Sửa đường. Đấy, các bạn coi nhá, đường vào hai xe tránh nhau thoải mái nha. Từ ngã ba quốc lộ 1A này đi vào này, là hơn 3 cây số là tới hồ luôn. Hồ quanh năm không hết nước. Đấy, có miếng đất rẻ view hồ luôn. À, các bác nào mà cần mua cứ liên hệ nhé. Rồi giờ theo chân mình vào thăm đất nhé. Trong biệt thự đẹp nhé. Đấy. Các bạn làm mà trên đây thì các bạn làm nhà yến cũng được nhé. Nhưng mà chủ yếu làm khu nghỉ dưỡng là đẹp. Tại vì đây nó cái quả đồi đây nó còn là rừng nguyên sinh này, là rừng phòng hộ này. Mà đất rừng này thì không bao giờ ai mà tranh chấp được lấy được nha. Các bạn thấy giờ đất rừng đẹp chưa? Đường bê tông vào nhé. Đấy, ngày nào cũng được xem trâu bò nó đi nó chăn này, đẹp không? Đây có nhà yến này, 4 năm có nhà yến này. Đấy, các bạn thấy không? Đẹp không? Đấy, từ quốc lộ 1A là vào bắt đầu đến chân hồ là đúng 3 cây 6 nha các bạn nhé. Có nhà đường ô tô vào tận nơi. Đường mặt hồ của nó nằm 20 mét. Đây chuẩn bị đang tới chân hồ này các bạn. À, hồ này. À, các bạn thấy hồ chưa? Để mình đi kia mình quay chi tiết cho các bạn coi thôi nha. Cái hồ này đặc biệt nó hay cái là các bạn đi nó lại qua một cái đoạn rừng giống rừng nguyên sinh ấy. Nó khoảng tầm gần 500 mét. Đấy, rất là đẹp nha. Đấy, các bạn thấy mặt đường chưa? Mặt đường này. Mặt đường của nó 20 mét nhé. Công tơ lơ vào tới nơi luôn, rất là đẹp. Ông bà mình thường nói rồi, thứ nhất là nước, nhì mới tiền. Ở đâu mà cứ có sông nước là đẹp. Đấy, các bạn thấy hồ bao la chưa? Đường bờ đê đẹp không? Đấy, đường bờ hồ đẹp không? Quá đẹp luôn này, khu dân cư thở quá trời luôn này, thấy không? Nhà yến nha. Đây mình thấy cái mặt hồ này đẹp nhất này. Đất thì quay tựa vào núi này, thấy không? Đấy, nâng tựa núi nha, mặt quay ra sông này, quay ra hồ này, đẹp không? Hồ này là mấy trăm năm mà chưa bao giờ hết nước cả nhà nhé. Các bạn mà ở thành phố mà xuống đây ngột ngạt xuống đây ở thì đúng rồi. Giá rất là rẻ nha các bạn nhé. Này, đất này thì không phải đất của mình, đất này có ông anh, nói chung là ông anh quen biết thôi, nhà người ta ở đây luôn nha. Các bạn cứ lên đây xem này. Đấy, bữa thì có đi lên đây mình xem đất ấy, thì mình ngắm thấy lên đây nó hồ nó đẹp mát. Đấy. Thấy nó đẹp chưa? Bây giờ mình quay tổng cái đất cho cả nhà xem nhé. Đây này có hơi gió đó. Các bạn nghe gió lắm thì có gì thông cảm mình nhé. Đây các bạn coi hồ nha. Đấy, các bạn thấy mấy bông chưa? Đấy, các bạn con chập trùng chưa? Đấy, các bạn coi kỹ là thấy không? Hồ rộng 100 hectare nhé, không bao giờ hết nước nha cả nhà nhé. Đấy. Đấy, các bạn mình quay thực tế cho các bạn xem nhé. 100% luôn nhé. Đây, đất mặt đường luôn nha. Này, đường đẹp chưa? Đấy, đường hoàn toàn nha, chuẩn bị đổ nhựa nha. Này, đất đây. Đây, ông anh nhà ông bán là 7 sao, 7, hơn 7.000 mét nhé. Đấy, đất nó chạy tới Thanh Long này. Đất này nó đẹp, cái là nó hai mặt tiền.
Đấy, các bạn thấy không, này là mình đang quay cho các bạn coi xe đang làm nhé. Đây là xe, đây là xe đang làm này, làm đường toàn đá hộc không nhá, rất là chắc. Đấy, đẹp luôn chưa thấy không, đường rộng 5 mét nhá. Đây các bạn thấy không, này đất hai mặt tiền nhá. À, đây đường đây, xe đang đu này xong này. Đấy, đẹp chưa, đường 5 mét cao. Các bạn thấy chưa? Chỉ có một đất này là đúng trung tâm view hồ luôn cả nhà nhá. Đây, đất đúng view hồ luôn. Nói chung là miếng đất này là đẹp nhất khu này. Đấy, đất này đất trồng trồng cây lâu năm nhé các bạn nhé. Các bạn muốn cắt sổ hay là muốn lên đầu cư thoải mái nhé. Đây, khu dân cư thở này, thấy cái này. Đấy, đẹp chưa? Đất này nó hay cái là đằng sau lưng là tựa núi. Đấy, mặt là sông rất là đẹp, là mặt là hồ nhá. Đường nó đẹp nữa là hai cái mặt tiền. Đấy, các bạn thấy chưa? Đường rất là đẹp luôn. Rồi các bạn nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho mình nhé. Đấy.